Okay. Xin chào các bạn, hôm nay đến ngày thăm lờ cá các bạn ơi. Mà gió quá, sáng mưa, cây mưa tính đi sớm mà mưa quá đi trễ. Hy vọng hôm nay có cá quay cho các bạn xem. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ ha. Hy vọng hôm nay chúng lớn, mời các bạn theo chân mình đi thăm lờ cá. Hôm nay thăm hai mấy cái các bạn, hai mấy, ba chục cái chứ. Tại chính rồi mình chim mấy cái, mắc mấy cái nhưng mình chim vô mấy cái. Rồi vô cái lờ đầu tiên. Rồi xuống cái lờ đầu tiên các bạn, cái này mình ăn cũng mấy chuyến rồi, ngon ngon, không có chín gòi với chín này, chín gòi nó không dính. Ờ, cá sặc không các bạn, chỗ này hết cá à. Nguyên bầy cá sặc luôn, với chín một cốc, bỏ đây đi, bỏ ăn cọc kiếm ngân nước, cái này thua. Cái lờ tiếp theo các bạn, xem giờ chưa có con cá nào bỏ túi không. Rồi là con chuyện dính gì không? Lời này không dính các bạn, chứ không cắn, không có dính cá nào. Cái lời tiếp theo các bạn ơi, sớm giờ chưa có con cá nào bỏ túi vậy các bạn. Luồng này làm như hết cá à. Rồi còn không, hơi mắc nữa rồi. Trời ơi, mắc nữa rồi các bạn ơi. Chúng nó màng cỏ lụm luôn rồi. Xui vậy ta. Cái lờ tiếp theo các bạn ơi, mắc cái lờ nữa các bạn. Tam à, tam màng cỏ màng luôn cái lờ mình. Ổng về cô này mắc hai cái đó các bạn. Chơi không đẹp, chủ vườn tham quá. Còn đây coi khu này mình còn có một cái một. Dính gì không mà chưa biết. Thấy con ốc nổi rồi các bạn. Trước mắt là có con ốc rồi. Cái gì? Chị nhìn các bạn, chị nhìn một lường các bạn. Chị nhìn lường chà bá luôn. Được một lường các bạn. Lường chừng 300 gram. Ngon. Rồi, tiếp tục các bạn. Thăm lờ mà mắc lờ thấy hết ham các bạn. Rồi cái lờ này chúng nó thăm bỏ ngang bỏ ngửa luôn. Mấy ông nội đi xịt của tôi, đi xịt cái ông thăm trơn, không có con gì quậy luôn. Có cá sặc nâu. Sặc không các bạn, một đống cá sặc luôn. Này bị xịt tặc quá chừng các bạn ơi. Sớm giờ đi nhiều cái mấy thằng xịt đi ngang là nó đó. Họ không lụm lờ thì nó cũng lụm cá. Chán. Khu nào mà có xịt tặc thì thua. Cái này không biết dính gì không chứ rồi chứ quất. Hy vọng cái này chín lấy vốn là sớm giờ mới có con lươn đó các bạn. Chưa có con gì ngoài con lươn. Rồi, chim ru luôn. Thấy cái lờ đóng gông luôn. Dính gì không? Ốc không các bạn? Ốc không? Cái lờ nằm trên bờ luôn các bạn. Trời ơi, hai con mèo nó vô. Từ hai con mèo vô các bạn ơi. Rồi thua luôn. Ba con. Này cũng trộn gì các bạn ơi. Vô nó ăn cá nè. Giống trộn dữ ta. Để tìm cách thả nó ra các bạn. Quá trời. Cái dính nằm trong đây luôn rồi sẽ bắt. Từ cái lợ luôn. Đây có trộn hả ta. Nó qua đây mình thả các bạn. Bó tay. Giống trộn quá. Để thả ra nghe. Hai con các bạn nó quấn rồi. Này bó tay luôn rồi. Tao nghiệp hai mèo quá. Nó bơ kìa.
này ăn trộn như các bạn, trộn chứ hết mèo bơ ra đó xỉu ngoài luôn chứ đâu, nhìn nó bơ ra, thả nó ra nó bơ. Đấy, cái lợ này chết quớt luôn đó, chết quớt luôn các bạn, không dính con gì chứ. Dính các bạn, dính con cá lóc, tính thấy nó cạn queo tưởng đâu nó không dính, tính xuống coi thử ai ngờ dính được em cá lóc các bạn, ngon quá. Sớm giờ em cá lóc đầu tiên, con này 300g các bạn. Đây, cái lợ tiếp theo các bạn, cái này cử đầu 3 con cá lóc, mấy con cá rù mài cử sao chết quớt, cử này không biết sao đây, dính lương bọng kìa, chỗ này ngon quá mà không thấy lương bọng, thấy cái sặc lậu xong rồi, nhìn thấy cái sặc lậu rồi các bạn ơi. Sớm giờ mắc mấy cái lờ, hôm nay tự nhiên mắc lờ dữ lắm, rồi cái sặc không các bạn, quẹ cái sặc luôn, không có con gì ngoài cái sặc, có mấy con cá lóc bắt hết rồi. Rồi cái lờ tiếp theo các bạn ơi, chiên rồi đặt đây 2 cái, chúng nó lụm hơn cái, còn cái chiên này còn không, rồi chắc mắc luôn quá, thấy tình hình không sáng rồi, còn các bạn. Cái này thì còn, cái này cái đợt đầu tiên dính con lươn ngon quá ngon, lươn chà bá, cử sào dính con cá lóc vậy, cái mấy cử sào chứ quốc không dính gì hết, à, cái gì, dính nhìn các bạn, 2 em cá lóc các bạn, đó vậy, đó, thù, 2 em lóc vậy chà bá các bạn, 3 em chi trắng nữa, 2 em vậy em chi trắng, ngon các bạn. Em cá lóc vậy cũng được, quá ngon. Chưa chiều lấy vốn lại được cái lợ kia. Rồi cái lợ tiếp theo các bạn ơi, bữa nay nó chung ra tình hình bữa nay không sáng các bạn, tệ quá tệ. Sớm giờ có con lươn, con cá chê trắng, con cá lóc đồng, 2 cá lóc vậy mà 20 cái lợ rồi. Rồi cái lợ này ai dở lên thăm luôn, nó nằm trên bờ luôn các bạn ơi. Mày đặt lờ bị thâm, không ham, thua. Nhiều người ta không có ý thức cơ mà, dở lên thâm cái ta để đại trên luôn. Nếu người ta có ý thức là ta đặt lại cho mình. Cái kế tiếp các bạn, thấy bị lờ bị thâm là thấy không mê vậy. Cái này còn không? Cái kia bị thăm, cái này còn bị thăm hay không chưa biết, cái này chắc cũng kéo lên thăm luôn rồi chứ gì, cái sạc không các bạn, cũng bị thăm luôn, dần ý thức kém quá các bạn, của ai làm mới ăn, mình không phá ta phá của mình, cứ nghĩ gì hoài mà ai cũng phá, gặp là phá. Nếu người ta có ý thức thì người ta không phá thì thằng khác nó thấy mai mốt nó quê, nó mắc cỡ nó cũng không phá luôn, thì đâm ra không phá với nhau, còn này gặp lão phá chán. Cái lời tiếp theo các bạn ơi, thấy khô gan khô khóc rồi, dính gì vậy? Ồ, dính các bạn thấy là một đống rồi. Đó, mới thấy ạ, 1 em cá lóc, 2 em cá lóc, rồi chết anh em rồi các bạn, 3 em cá lóc luôn, 3 em cá lóc, 1 em cá gu, chết một con rồi, uổng quá các bạn, nhỏ nhỏ không có đỡ hay không, có con cá lóc này 200g còn sống, con kia 100g chết, con cá gu mà với con cá lóc nhỏ cũng được. Rồi tới cái lời cuối cùng các bạn ơi, cái này khô gan khô khóc, không có miếng nước, kệ thăm cái cuối, cái tổng kết cho các bạn xem. Nay quế quầy queo, nay chắc không đủ xã hội, nay chắc quầy không có dư các bạn, nay bán chắc được trăm ngoài. Cái cuối cùng khô gan khô khóc luôn, có con gì lỗi không? Rồi không có luôn, thì có bà,
có cá lóc, cá lóc thấy rồi. Mấy lợ khô gan gì mà nó dính các bạn đó. À, còn cái gù, còn cái gù con cá lóc các bạn, quá đã. Cái này đúng là hì hủ thầm mắt lờ không, mấy anh đi chích điện lụm quá lụm, tới mấy cái cuối nó dính, ba cái cuối mà làm được mấy con cá lóc được. Còn này 200-300 gram các bạn, này dính hai con mèo rừng, phải hai mèo rừng đó mà nó còn sống đem về bán có tiền. Mèo nằm trong danh sách đỏ cũng ngán, chứ con đó là hàng đó bán 800-900 là con lành các bạn. Bây giờ nó quấn cái lợ mình cứ ngắt luôn, nó xỉu thấy gì đã luôn. Đó, cái lóc này ngon nha các bạn, lóc là bự. Mấy khu này còn cá mà anh em đi xịt khóa quá các bạn ơi, quá phá. Xịt thấy lụm, thấy lụm. Rồi cho mình tổng kết các bạn ơi, này thăm nói chung ra này thắt các bạn, nhưng mà được cá ngon không, được con lươn bệnh cái gì các bạn, con lươn là chừng 300 gram. Dưới hai cá lóc trọng trọng, hai con này chắc khoảng 700-600 gram. Dưới hai cá lóc dày, mấy cá gù, một đống cá sặc luôn. Nãy lúc cái lợ dính chừng 50 cá sặc đem về ăn luôn. Đó, quá đẹp các bạn. Này nói chung ra này đủ tiền xăng tiền cộ, ăn uống chứ không có dư xu nào, hơi ít. Rồi cảm ơn các bạn xem video mình ha, chúc các bạn xem video vui vẻ, hẹn các bạn lại clip sau.